Cuối năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Hoè nhận được tin báo về việc có hoạt động san ủi mặt bằng và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn 14. Qua công tác xác minh và kiểm tra thực địa, chính quyền địa phương phát hiện ông Lương Hữu Hùng đang có hoạt động cải tạo đất trên mảnh đất có diện tích gần 8.000 m2 thuộc quyền sử dụng của bà Lương Thảo Vi. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng, bố bà Vi đang tiến hành cải tạo đất để trồng cây công nghiệp, đồng thời có hoạt động cơi nới và xây bờ kè trên một công trình có sẵn trên đất. Sau khi lập biên bản ghi nhận hiện trạng, chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội đoàn thể tại thôn đã vận động gia đình tự tháo dỡ phần công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng cho thửa đất. Nắm bắt được cái sự việc này xảy ra, chúng tôi cũng đã đến gia đình vận động và tuyên truyền để cho gia đình hiểu được pháp luật, không nên vi phạm. Đấy, giờ gia đình đã hiểu ra và bây giờ hôm nay là cũng tất cả các ban ngành đoàn thể và người dân cũng đến để khắc phục cái hậu quả đó cho gia đình. Thì sẽ trở lại cái hiện trạng ngay từ lúc ban đầu. Nhờ cách vận động thấu tình đạt lý của chính quyền địa phương cùng ban tự quản thôn nên chủ đất đã nhận ra hành vi vi phạm của mình và cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình và tự khắc phục hậu quả. Vừa rồi cũng có cải tạo thì cũng chưa làm gì cả, có mỗi cái ván đóng ra cái nhà văn hiện cũ. Vì cũng có lái máy đào, nó có múc ít đất xuống suối, cũng có vi phạm về đất, về nguyên tắc thì đất không được đổ xuống suối. Thì cũng gia đình cũng, cái đó là phải có nhận khuyết điểm là có sai phạm. Thì hiện nay là gia đình cũng khắc phục lại hết rồi, đấy cũng cuốc đất lên các thứ, rồi cũng cho anh em tháo gỡ. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đắc Hoè, thời gian qua, trên địa bàn xã, tình trạng người dân tiến hành các hoạt động san ủi đất để sản xuất nông nghiệp, cải tạo vườn tược và xây dựng các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp có dấu hiệu gia tăng. Các địa điểm vi phạm tập trung tại những khu vực giáp ranh, xa khu dân cư nên việc phát hiện và ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với ban tự quản các thôn, bon thường xuyên bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng, chính quyền địa phương đã kết hợp biện pháp xử phạt răn đe cùng tuyên truyền, thuyết phục. Vì vậy, nhiều đối tượng đã nhận thức đúng về hành vi vi phạm và nghiêm chỉnh chấp hành việc tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Đối với các trường hợp này, chính quyền địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành huy động nhân vật lực hỗ trợ người dân trong quá trình khắc phục hậu quả. Tiếp tục vận động họ là tự nguyện tháo dỡ và bên chính quyền thì có điều động thêm một số lực lượng anh em để xuống hỗ trợ chung cùng hộ dân là vi phạm để tháo dỡ công trình, di chuyển ra khỏi khu vực vi phạm để đảm bảo được hành lang thông suốt và đảm bảo được trật tự xây dựng hiện nay trên địa bàn. Với những nỗ lực trong công tác thực thi công vụ cùng phương châm mưa dầm thấm lâu, đối tượng nào phương pháp ấy ở xã Đắc Hoè đã trở thành điểm sáng của huyện Đắk Lắk trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tình trạng lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép đã giảm rõ rệt so với trước đây. Những tồn động kéo dài từng bước được khắc phục. Hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai xây dựng tại địa phương nhờ vậy được nâng cao.